đi chợ ngày chẵn lẻ được phát tới từng nhà dân Đà Nẵng. Ngày 11 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các quận, huyện, phường, xã của thành phố in ấn và phát hành thẻ vào chợ cho người dân. Chiều 11 tháng 8, Đà Nẵng triển khai phát phiếu đi chợ vào ngày chẵn, ngày lẻ cho người dân. Mỗi gia đình được nhận 5 phiếu trong 15 ngày. Ghi nhận chiều 11/8 tại Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu và nhiều địa bàn của thành phố, các đơn vị chức năng khẩn trương in, phát hành thẻ vào chợ cho người dân. Thẻ có hiệu lực từ sáng 12 tháng 8. Từ 12 tháng 8, mỗi hộ gia đình được phát 5 thẻ vào chợ trong 15 ngày, bao gồm thẻ ngày chẵn và ngày lẻ. Thẻ vào chợ chỉ có giá trị sử dụng một lần tại một chợ bất kỳ ở thành phố Đà Nẵng. Việc phát thẻ ngày chẵn, ngày lẻ nhằm phân chia tần suất đi chợ của người dân theo hộ gia đình. Thành phố phát phiếu để cứ 3 ngày một hộ dân đi chợ một lần. Mỗi hộ sẽ được phát thẻ cả ngày chẵn và ngày lẻ. Tại Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ được huy động cùng thực hiện việc in, phân loại thẻ. Đại diện Ban Quản lý Tổ dân phố các phường, xã đến Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu nhận thẻ vào chợ, sau đó về phát cho người dân. Ông Nguyễn Văn Sự, Tổ trưởng Tổ 8, phường Hải Châu 2, đến Ủy ban Nhân dân quận nhận phiếu đi chợ. Tổ tôi có 53 hộ dân, khá đông. Tôi tranh thủ đến nhận thẻ về phát trong chiều nay cho bà con, để sáng mai họ kịp đi chợ sớm, ông Sự cho biết. Ông Trần Đình Lâm Huy, bảo vệ tổ dân phố, cho biết chiều 11 tháng 8, ông vừa đi nhận 66 thẻ vào chợ cho các hộ dân tại tổ 22, đường Phạm Ngũ Lão, phường Hải Châu 2. Ngay sau đó, ông đi phát cho mọi người. Một người phụ nữ có ý thức hạn chế tiếp xúc với đám đông. Bà mở cửa sổ nhận thẻ vào chợ từ ông Huy. Bà Trần Thị Hậu, 84 tuổi, ngụ phường Hải Châu 2, khá bất ngờ khi nhận được thẻ vào chợ. Sau một lúc được ông Huy giải thích, bà mới hiểu mục đích phát hành thẻ và bật cười. Đã rất lâu rồi, việc đi chợ mới dùng thẻ như vậy. Nhưng dù sao việc này cũng giúp hạn chế người đi chợ, giảm bớt nguy cơ lây lan của dịch COVID-19, bà Hậu nói, phía sau thẻ có ghi một số thông tin khuyến cáo cho người dân, như việc đi chợ nhất thiết phải mang theo thẻ, mua đồ dùng tối thiểu trong 3 ngày, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay khi vào chợ. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, việc phát hành thẻ vào chợ sẽ hạn chế người dân tụ tập đông người, góp phần ngăn chặn lây nhiễm chéo COVID-19 ở cộng đồng.